Rồi, hello anh em ha. Tối ngày 12 tháng 7 tiếp tục clip em lên cho anh em xem một top gà cháp bơ chà nha anh em. Tầm hơn 3 tháng nha. Em để giá là 1,5 triệu một cặp nha anh em. Anh em bắt hai cặp thì em bao phí ship. Ở đây có tất cả là 7 con nha. 6 con trống một mái nha anh em. Năm nay hoặc những năm sắp tới là chủ yếu anh em hay sẽ thấy những cái form này rất là nhiều. Nó vừa cơ bắp mà nó vừa cao to lớn ký, cái độ nó có cái độ phủ lông hình á. Thường con Mỹ thì nó mỏng gà quá, nó không không có ngon. Còn Asil thì nó lại sát lông quá, nó không có phủ hình, đá nó vô không có vô hết chân đó. Những dáng như con này rất là ok rồi ha, cơ bắp mà lông hình đầy đủ ha, lớn ký nữa. Rồi, ai comment thì alo em ha, chào anh.